thúy nga sởn già gà lê giang hoảng hốt vì hiện tượng kỳ lạ xảy ra trước bàn thờ của phi nhung trong chuyến sang mỹ vừa qua cát tường và lê giang đã tranh thủ đến thăm các đồng nghiệp quá cố như phi nhung chí tài vừa qua lê giang có chuyến du hí tại mỹ sau thời gian dài nữ diễn viên hội ngộ với nhiều đồng nghiệp như phương dung cát tường thúy nga nhân dịp này họ cùng nhau đi thăm các nghệ sĩ quá cố như phi nhung chí tài trên kênh youtube của các tường chia sẻ clip quay cảnh đến ngôi chùa mà Phi Nhung yên nghỉ để thắp hương. Ngay khi gặp mặt bộ tứ tỏ ra vô cùng vui vẻ, họ cùng nhau đi thăm giọng ca bông điên điển trong sự hội hợp. Các tường thốt lên, hôm nay em tới đây, em vui quá chị Nhung ơi. Đến nơi Lê Giang đứng trước bàn thờ đồng nghiệp tâm sự. Nhưng mà lâu rồi tôi mới qua Mỹ chơi, trước khi về Việt Nam tôi muốn qua thăm bà. Má Ngọc Đáng và anh Chí Tài tôi cùng các tường phường dùng thúy nga tới đây thắp cho bà nến nhan mong bà an nghĩ và phù hộ cho chúng tôi nói xong lê giang còn hát tặng phi nhung bài vọng cổ quen thuộc dù đã lâu không đứng trên sân khấu ca hát nhưng phong độ của cô vẫn rất ổn định thúy nga còn phải cảm thán trời ơi hay quá luôn giang ơi nghe xuất sắc luôn tôi nghe lê giang ca mà nổi cả già gà đáng chú ý lúc lê giang thắp hương cho phi nhung thì một con hạt giấy bất ngờ rơi xuống Chứng kiến điều này Thúy Nga sửng sốt, chị Phi Nhung thấy Lê Giang đến thăm mà xúc động quá, rớt cả hạt luôn. Lê Giang thấy vậy liền nhặt con hạt lên, nói với dì của đồng nghiệp, vậy là bà đang nghe tôi nói phải không? Các tường lần này cũng muốn hát tặng Phi Nhung, nhưng vì bị tắt tiếng nên không thể hát được. Cô nhắn nhủ đến đàn chị quá cố rằng mình rất muốn khóc, nhưng không thể rời nước mắt vì những hành động, lời nói của Lê Giang trước đó trong chuyến thăm mộ chí tài phương dung từng tiết lộ kỷ niệm khó quên trước khi đàn anh ra đi ngay chuyện không may xảy ra trưa hôm đó phương dung vẫn còn gặp chí tài ở phim trường cô gọi đàn anh ở lại ăn trưa nhưng nam diễn viên từ chối vì muốn về sớm tập thể dục tôi đâu ngờ anh ấy về tập thể dục xong bị đột quỵ luôn giá mà tôi cố giữ anh ấy ở lại ăn trưa bằng được thì đã không có chuyện đó phương dung xúc động nhớ lại